Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Liên, hiện tại mình đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì vừa rồi mình có nhận được một quà tặng, đó là một chai mật ong đến từ nhãn hiệu Highland Bee. Đấy, đây là sản phẩm được xuất khẩu và chưa có bán trong thị trường Việt Nam, nên là đây là lần đầu tiên mình sử dụng loại mật ong Highland Bee này. Thì sẵn đây mình cũng xin review một chút để cho các bạn biết thêm về cái sản phẩm mật ong Highland Bee và sau đó có thể là cân nhắc mua về cho gia đình mình sử dụng. Về hình thức bên ngoài mình thấy mật ong được đựng trong một cái chai hình con gấu rất là xinh xắn như thế này này. Và đọc trên này mình thấy nó được nhận ba cái chứng nhận. Thứ nhất nó là hàng Việt Nam chất lượng cao. Thứ hai là chứng nhận ISO 22000. Thứ ba là giải thưởng Best Choice. Đó. Cho nên về nguồn gốc thì các bạn hoàn toàn yên tâm, đây là sản phẩm chất lượng cao được xuất khẩu và được chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nhé. Và bây giờ mình sẽ thử để biết cảm nhận về mật ong này nhé. Đây. Nó ngọt, nó thơm nhưng mà không phải ngọt gắt như là đường. Như các bạn đã biết thì mật ong được xem như là một thần dược để làm đẹp nè, rồi để chữa một số bệnh như là cảm, ho, rồi đau dạ dày, vân vân. Mình cũng rất là hay sử dụng mật ong, đặc biệt là sử dụng vào việc làm đẹp là mình hay pha mật ong với lại là sữa chua đắp mặt nạ nè. Rồi vào buổi sáng thì mình cũng hay pha mật ong với lại nước ấm uống là để cho thanh lọc cơ thể của mình, rồi tạo cảm giác ngon miệng hơn khi mà ăn uống. Và sẵn đây mình có chuẩn bị một ly nước như thế này đấy, và mình sẽ pha với mật ong để cho thứ nhất là để biết về cái độ đậm đặc của mật ong, thứ hai là đếm xem nó có vị như thế nào nhé. Đây, mật ong. Đây. Bạn có thể thấy là mật ong này nó có độ kết dính rất là cao. Và mật ong mà có độ kết dính như thế này thì thể hiện là mật ong nó đậm đặc và có chất lượng tốt đó các bạn. Khuấy đi. Mình thấy nó có vị, mình thấy nó có vị ngọt nhưng mà không phải là ngọt gắt mà nó ngọt ngọt thanh, ngọt thanh của cái mật ong tự nhiên, và nó có một cái vị rất là khá là thơm đó. Uống mật ong vào buổi sáng rất là tốt luôn, các bạn cũng nên duy trì thói quen như thế này để mà có một cái tăng cường sức đề kháng cho mình và gọi là thanh lọc cái dạ dày mình vào một buổi sáng đó các bạn. Thì mình thấy chai mật ong này thì nó có màu, về màu sắc thì mình thấy nó có màu vàng, vàng đậm nhưng mà không phải là vàng sẫm nha, vàng đậm thôi. Và nó ít bọt khi mình lắc lên, để mình lắc, khi mình lắc lên thì nó không có tạo bọt như một số cái loại mật ong khác. Thứ hai là như nãy mình cũng đã gọi là thí nghiệm cho các bạn coi rồi, khi mà đổ ra trong nước thì mật ong nó chìm chìm dưới cái đáy của cái ly, sau đó nó mới tan ra, chứ không phải là khi đổ vào là nó tan ra liền. Nếu mà đổ vào nó tan ra liền là thể hiện mật ong nó không đậm đặc đó. Còn mật ong Highland Bee này thì nãy mình đổ ra trong ly thì thấy nó chìm dưới đáy, sau đó khuấy lên thì nó mới tan đó. Và thứ nhất là thể hiện cái mật ong này nó đậm đặc, thứ hai là thể hiện cái mật ong này là mật ong nguyên chất,
không có pha trộn đường hay là bất cứ cái thành phần nào khác. Ngoài việc sử dụng mật ong để pha với nước ấm uống vào buổi sáng thì mình cũng có thói quen là pha mật ong với tỏi để mà chữa cảm cúm hoặc là ho. Đây, ở đây mình cũng đã chuẩn bị một hũ tỏi như thế này và mình sẽ đổ mật ong vào đây để ngâm. Đây. Đó. Mình thường hay pha với tỷ lệ là cứ 100 g mật ong là sẽ pha với 15 g tỏi nha các bạn. Đó là một tỷ lệ phù hợp, là các bạn cứ mua mật ong về pha thế này, rồi sau đó để trong vòng nửa tháng là mình lấy ra mình ăn để chữa ho cảm cúm, rất là tốt cho sức khỏe. Công dụng của mật ong thì không thể nói hết, nhưng mà để lựa chọn một loại sản phẩm mật ong nào vừa tốt vừa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì là một vấn đề hết sức là nan giải, và không phải ai cũng đủ tình và không phải ai cũng biết để mà lựa chọn cái sản phẩm mật ong tốt cho gia đình mình. Thì như mình đã nói thì mật ong Highland Bee này, mình thấy cái nguồn gốc xuất xứ của nó thì đã được chứng nhận và sản phẩm thì đã xuất khẩu ra nước ngoài rồi, cho nên là hoàn toàn yên tâm về xuất xứ của sản phẩm. Và với một cái lọ tỏi ngâm mật ong như thế này thì các bạn có thể sử dụng bất cứ lúc nào, không phải là cứ khi bị cảm cúm mà mới sử dụng nha các bạn. Bởi vì mật ong ngâm với tỏi này sử dụng rất là tốt cho sức khỏe luôn, có tác dụng là tăng cường sức đề kháng nè, rồi là tái tạo tế bào, giúp lưu giữ thanh xuân, kéo dài thanh xuân của chúng ta. Mình thì sinh ra ở Tây Nguyên cho nên là mình đã được sử dụng rất là nhiều loại mật ong rồi, là mật ong rừng cũng có mà mật ong nuôi cũng có. Nhưng mà chưa chắc cứ mật ong tự nhiên là đã là tốt nha các bạn, bởi vì trong mật ong tự nhiên nó có chứa nhiều vi khuẩn này, rồi nước này, phấn hoa này, cho nên với cái sản phẩm mật ong như thế này thì đã được tinh chế là đã loại sạch khuẩn và tách nước, nên là đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra thì có một số lưu ý mình thấy là ghi trên cái nhãn hiệu, đó là không cho mật ong vào tủ lạnh, không cho vào lò vi sóng, và đặc biệt là sản phẩm này không dùng cho trẻ em dưới 1 tuổi nha các bạn. Đó, nói về mật ong thì có rất là nhiều tác dụng luôn, nói hoài không hết. Nhưng mà tóm lại thì khi đã lựa chọn một sản phẩm mật ong nào thì các bạn trước hết là phải cân nhắc nó là cái nguồn gốc như thế nào, tại vì mật ong bây giờ bán trên thị trường rất là nhiều loại được quảng cáo là mật ong rừng nguyên chất, rồi mật ong nhập khẩu rất là nhiều, nên là các bạn phải tìm hiểu thật kỹ về nguồn gốc xuất xứ, về cái thành phần của nó. Tại vì mật ong bây giờ nhiều người họ tại vì mật ong bây giờ là có thể là đã đó, và hy vọng rằng những chia sẻ của mình khi sử dụng cái sản phẩm mật ong Highland Bee này sẽ giúp ích cho các bạn, và sẽ là một cái và sẽ là một cái và hy vọng là một cái và hy vọng là những cái chia sẻ về cảm nhận của mình khi sử dụng mật ong Highland Bee này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc lựa chọn một sản phẩm mật ong tốt cho gia đình. Thì mình thấy là mật ong này nó ngọt nhưng mà nó không có bị gắt cổ, mà nó ngọt, vị ngọt dịu các bạn. Còn về độ đậm đặc thì mình thấy mật ong này nó rất là sánh, rất là đậm đặc. Độ kết dính của nó rất là cao, thể hiện đây là mật ong nguyên chất và là mật ong tự nhiên.
Khi đã lựa chọn một sản phẩm nào đó cho gia đình thì hãy là một người tiêu dùng thông minh nha các bạn. Xin chào.